Khi biết rằng mình sẽ trở thành đại sứ thương hiệu Pantene, tôi rất vui, nhưng cũng lo lắng vì mái tóc hư tổn của mình. Nhưng tôi đã tin dùng Pantene và tỏa sáng vào khoảnh khắc đặc biệt nhất. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi.